Được biết, ngoài 181 người Việt Nam, còn có 88 công nhân may người Trung Á bị bắt giữ. Theo cảnh sát Moscow, cư dân trên mặt đất và thậm chí ở trong khu chợ đều không hay biết gì về những người nhập cư bất hợp pháp đang sống và làm việc dưới lòng đất, ngay dưới chân họ. Từ bên ngoài nhìn vào, tổ hợp may dưới lòng đất trông giống một gara vận tải thông thường. Các hầm ngầm được trang bị gần 150 máy may. Tại đó, những lao động nhập cư bất hợp pháp làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya. Ngoài ra, bên trong khu phức hợp ngầm cũng xây không gian giải trí cho công nhân. Cảnh sát Moscow phát hiện một căn phòng được thiết kế theo kiểu quán cà phê Thổ Nhĩ Kỳ với lò nướng và lò than. Ở đây thậm chí cũng có rạp chiếu phim 35 chỗ ngồi và một phòng chơi bài. Đột kích nhằm vào người di cư thường xuyên diễn ra ở thủ đô của Nga, do Moscow là đích đến của hàng triệu người từ các nước Liên Xô cũ và nhiều nước khác. Những người này tới Moscow để tìm kiếm công việc tốt hơn ở quê nhà. Theo các số liệu thống kê, tại Moscow, cứ một người nhập cư hợp pháp thì có đến 10 người khác làm việc chui lủi, không có giấy tờ và đăng ký. Cơ quan di trú liên bang cho biết, hiện có khoảng 3 triệu người nhập cư trái phép đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Nga. Năm ngoái, chính quyền liên bang đã trục xuất khoảng 16.000 người nước ngoài làm việc không có giấy tờ và đăng ký ở Moscow.